vừa qua thì DK nhận được rất là nhiều inbox hỏi tư vấn về lông mày nam. Vậy nên là hôm nay thì bên mình cũng rất là vui khi mà có thể chia sẻ cho mọi người xem cái sản phẩm lông mày nam rất là đẹp vừa mới được hoàn thành xong bởi các chuyên gia tại bên mình, vừa thực hiện bởi chị Hoa Minh Vương. Và trước khi mà chúng ta phân tích kỹ hơn về tình trạng lông mày của khách hàng ý, thì tại cùng làm quen với cả khách hàng một chút nhé. Em chào anh ạ, anh để cho anh biết tên của anh và anh đến từ đâu có được không ạ? Chào tất cả mọi người, mình là Phạm Minh Đức, mình hiện đang ở xã Đà. Anh Đức ơi, không biết là lý do gì mà anh lại biết đến DK hả anh? Mình biết đến DK thì cũng từ mà anh em bạn bè giới thiệu thôi. Và quan trọng hơn ngày hôm nay là vợ mình muốn đưa đến đây làm đẹp. Vâng nên mình mới quyết định là vào làm luôn. Vâng ạ, anh Đức ơi, vậy trước khi mà làm lông mày thì không biết là anh lo lắng điều gì nhất hả anh? Trước khi làm lông mày thì mình lo là nó sẽ ảnh hưởng đến tướng mặt của mình. Mình sợ có liên quan gì đến phong thủy à, nên là cũng chưa dám làm. Vâng ạ. Còn nỗi lo gì khác nữa không ạ? Với cả mình cũng sợ nó không được tự nhiên. Vì ngày xưa nhìn thấy các cụ làm lông mày về trông nó giống con sâu gió quá. Đấy. Mới chỉ được nhìn thấy cái đấy. Nhưng hôm nay đến đây thì nhìn thấy vợ mình làm xong nó đẹp và tự nhiên quá, nên là quyết định làm ngay. Vâng ạ, cảm ơn anh ạ. Như mọi người vừa nghe Đức chia sẻ đấy ạ, đây cũng là cái nỗi lo chung của rất rất nhiều các anh nam giới mà đang quan tâm đến dịch vụ làm lông mày. Bởi vì các anh thường sợ rằng là làm lông mày xong thì cái lông mày sẽ bị đậm màu này, nhìn nó không được tự nhiên, nhìn đã thấy là làm lông mày rồi. Nhưng mà như mọi người nhìn thấy sản phẩm lông mày cũng thực hiện xong tại bên mình đấy ạ, như lông mày của anh Đức nhá, rất là tự nhiên, các sợi lông mày rất là mượt mà bay bổng này và nó ngả theo đúng chiều lông mày thật của khách. Và ngoài ra thì có một vấn đề rất là nhỏ mà anh Đức cũng vừa chia sẻ đến trong cái live stream của chúng ta đấy. Nhưng mà đây là cái vấn đề mà rất là to lớn đối với các anh nam giới. Các anh thường lo sợ rằng là làm lông mày xong thì nó sẽ bị ảnh hưởng đến tướng số. Nhưng mà các anh yên tâm khi mà đăng ký dịch vụ tại bên em nhé. Bởi vì là khi mà tư vấn về dáng lông mày cho khách hàng ấy, thì Master Hoa Minh Vương sẽ tư vấn dáng lông mày làm sao mà tự nhiên nhất, hài hòa nhất với khuôn mặt, để hạn chế tối đa cái việc là phải cạo đi quá nhiều lông mày thật của khách này, mà giữ được những cái gì vốn có nhất của khách. Nên là mọi người yên tâm, có chăng nếu như ảnh hưởng đến tướng số ấy, thì chỉ là chúng ta làm được cái lông mày đẹp, chúng ta vui vẻ, chúng ta lúc nào cũng cảm thấy là cuộc sống của mình nó tuyệt vời. Hoặc là ngược lại đấy ạ, nếu như mà bị làm cái cặp lông mày xấu ấy, thì chúng ta cảm thấy không được vui, mỗi khi ngủ dậy đã cảm thấy rất là khó chịu, soi gương rồi thì cảm thấy cuộc sống của mình nó cứ bị đi xuống rồi, đúng không ạ? Và em nhờ ống kính quay sát giúp em vào tình trạng lông mày của anh Đức để cho mọi người thể thấy được là cái độ tự nhiên của nó ngay sau khi mà vừa làm xong nhé. Anh Đức ơi, anh cho em hỏi thăm một xíu là không biết là trong quá trình làm ấy thì anh có cảm thấy đau rát hay là khó chịu không hả anh? Anh không thấy gì cả. Dạ vâng ạ. Trước khi làm thì các nhân viên tại DK đã có ủ tê cho khách hàng rồi. Và tê của bên mình là tê nhập khẩu của Đức, nên là cam kết với khách hàng là trong quá trình làm thì sẽ không hề đau rát gì cả nhá. Và như mọi người nhìn thấy đấy ạ, tình trạng lông mày của khách hàng ngay sau khi vừa làm xong không hề sưng này, không chảy máu và cũng không hề bị đỏ gì cả. Vùng da của khách hoàn toàn bình thường. Và bởi vì là các chuyên gia bên mình sử dụng đúng theo công nghệ vi chạm của châu Âu, nên ngoài cái việc là không gây tổn thương cho da ra thì khách hàng sau khi làm dịch vụ sẽ không cần phải ăn kiêng gì cả. Trứng này, rau muống, thịt bò và xôi nếp chúng ta có thể ăn uống thoải mái. Và chỉ lưu ý một điều là khi mà rửa mặt thì tránh nước hay lông mày giúp em trong khoảng từ 5 đến 7 ngày anh Đức nhé. Anh Đức ơi, không biết là sau khi mà làm dịch vụ lông mày tại bên em xong ấy thì anh có cái cảm nhận gì không? Mình có cảm thấy ưng ý với cái dáng lông mày mà chị Hoa Minh Vương thiết kế cho mình không ạ? Anh cảm thấy rất là nhẹ và cảm giác nó thật và rất là ưng ý. Vâng, nói chung là đây. Vâng, vậy không biết là anh có điều gì muốn gửi gắm tới các bạn nam mà cũng đang có nhu cầu mà làm lông mày giống như mình không ạ? Chung là anh em đang có cái ý định về làm lông mày và cải thiện khuôn mặt mình thì nên đến DK. Vâng ạ, cảm ơn anh. Vậy không biết là có cánh mày râu là xem xong livestream này và muốn nhắn tin cho bên mình không ạ? Mọi người nhắn tin qua fanpage DK Eyebrow Beauty nhé. Và nếu như mà thấy là trả lời qua inbox bị hơi chậm một chút ý, bởi vì số lượng tin nhắn của bên mình khá là nhiều, mọi người cũng có thể gọi điện trực tiếp qua hai số hotline 0911310000 hoặc 0912310000 để được tư vấn kỹ hơn về dịch vụ, hướng dẫn đặt lịch và đặt cọc nhé. Cảm ơn anh Đức đã tin tưởng khi sử dụng dịch vụ tại DK. Mong rằng anh sẽ giới thiệu thêm nhiều bạn bè nữa tới bên em để làm dịch vụ. Và cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream ngày hôm nay của bên mình. Hẹn gặp lại mọi người trong những livestream tiếp theo nhé. Xin chào ạ.